có cái màu có vẻ là huyền bí bậc nhất của ngọc cẩm. Gỗ cẩm được biết đến là cái gỗ, dòng gỗ của cái sự quyền lực, dòng gỗ của cái sự huyền bí. Và cái dòng gỗ cẩm thịnh này thì là dòng quý bậc nhất. Tất cả những cái thứ ở trong dòng gỗ quyền cẩm thịnh này nó đều khác so với bình thường. Các bác có thể đã nghe cái câu chuyện về cụ thiềm thừ của Sơn rồi, đúng không ạ? Lúc đầu thì Sơn cũng không biết là cụ thiềm thừ thì tại sao lại thờ cái cụ thiềm thừ, và tại sao mà cụ thiềm thừ lại có ba chân trong khi mồm thì ngậm tiền và ngồi trên một đống tiền như vậy, thì không biết nó mang lại cái giá trị ý nghĩa gì đó. Thế thì sau khi tìm hiểu, và Sơn cũng hay tìm hiểu về các cái loại gỗ cũng như là về cái sản phẩm về phong thủy nữa, thì cũng biết được cái câu chuyện đó là cụ thiềm thừ ấy thì là có một cái gia chủ ở trong một cái ngôi nhà rất là nghèo. Thế sau đó thì cụ thì lại cứ hay là đi cắp những cái đồng tiền của người giàu xong mang về cái cho gia chủ của mình. Nhưng mà vô tình một lần ấy, thì là bị cái người giàu có họ bắt được ở dưới gầm giường, và họ bắt được khi mà cụ đang cắp tiền của trong nhà họ, trong kho nhà họ, thì họ đã chặt cái chân mất của cụ. Các bạn, chặt cái chân mất của cụ. Tuy nhiên rằng chỉ với ba chân thôi và máu me nhiều như thế thì cụ vẫn cố gắng bò được về nhà. Và thực ra là đi về nhà, sau đó thì để tiền ở dưới gầm giường. Tất cả những cái số tiền mà cụ cắt được, cụ mang về đều để ở dưới gầm giường của cái gia cảnh nghèo khó đấy. Và cái bác, cái chủ, cái gia chủ nghèo khó thì lại rất là yêu quý cụ này và cho cụ này ăn cũng như là chăm sóc rất là tốt. Nên là cụ này đã trả ơn bằng cách là cắt một đống tiền để ở dưới gầm giường như vậy. Và sau khi cụ mất, cụ chết đi thì gia chủ mới nhìn thấy và nghe mùi, có mùi thối ở dưới gầm giường, thì xuống đấy xem thì mới phát hiện ra cụ đã chết rồi, với cái đồng tiền ở trên còn cắp ở trên miệng và xung quanh là một đống tiền. Và gia chủ đấy thì nhận được cái tập khối tài sản đấy và vô cùng biết ơn tới cụ thiềm thừ. Và sự tích cụ thiềm thừ thì có từ cái câu chuyện như vậy. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta sở hữu ở trong nhà có một cái cụ thiềm thừ hay là có một cụ cóc như thế này, thì cụ cóc sẽ giúp chúng ta cắt được nhiều tiền, mang được nhiều của cải, mang được những cái đồng tiền vàng mang về dưới nhà của mình. Có thể sẽ không để ở dưới gầm giường, nhưng chúng ta sẽ để ở trong kho nhà chúng ta, hay đơn giản là để trong những cái cặp lục bình. Hôm trước Sơn chia sẻ rồi, đúng không ạ? Cụ thiềm thừ cắt tiền để vào trong cặp lục bình rất là hợp lý, đúng không ạ? Nên các bác có thể sở hữu cả hai combo này, nó sẽ rất là hợp lý. Cụ thiềm thừ mà cắt về mà không để đâu ấy thì cũng không được, đúng không ạ? Để về, cắt về để trong cái lục bình. Các bác có thể mua cái lục bình 2m để đựng cho được nhiều tiền. Ok nhá. Rồi, và cụ thiềm thừ như Sơn giới thiệu hôm nay đó là cụ thiềm thừ được làm từ chân gỗ cẩm thị. Các bạn, chân gỗ cẩm thị đây là được mệnh danh là vua của gỗ cẩm. Đây là dòng gỗ cẩm có cái giá trị cao bậc nhất các bạn. Đẹp bậc nhất, vân ma mị bậc nhất, màu sắc quyến rũ bậc nhất, và có cái màu có vẻ là huyền bí bậc nhất của dòng gỗ cẩm. Gỗ cẩm được biết đến là cái gỗ, dòng gỗ của cái sự quyền lực, dòng gỗ của cái sự huyền bí. Và cái dòng gỗ cẩm thị này thì là dòng quý bậc nhất. Tất cả những cái thứ ở trong dòng gỗ quyền cẩm thị này nó đều khác so với bình thường. Tại vì sao Sơn lại chia sẻ như thế? Các bác có thể để ý thấy này, phần rác của gỗ thì trộn vào lõi, lõi thì trộn vào rác. Các bác, rác trộn lõi và lõi trộn rác. Các bác chỉ thấy này, đây này, rác ở đây, lõi ở đây, rác ở đây và lõi ở đây, ngay cạnh nhau. Các bác ngay cạnh nhau. Đây, các bác nhìn này, đây là lõi thì nó trộn vào trong rác, rác thì trộn vào lõi. Đấy, ở giữa lõi thì lại có rác, mà ở giữa rác thì lại có lõi. Và rác thì nó cũng cứng như lõi và bền như lõi. Thậm chí rác lại còn có phần thỉnh thoảng điểm vào, nó lại đẹp hơn cả lõi. Mà lõi điểm vào lại đẹp hơn rác. Rất hay ở cái phần về cái gỗ cẩm thị này như vậy. Nhưng mà ở trên cái phần của cụ thiềm thừ ở đây thì sẽ không nổi bật vân như ở lục bình, mà nó mang một cái về phong thủy rất là khác các bạn ạ. Mang cái phong thủy về cái sự tươi sáng và cái sự huyền bí ở trong cụ thiềm thừ như thế này các bác, với một cái ý nghĩa về cụ thiềm thừ. Và đặc biệt là cụ thiềm thừ thì da của cụ được chạm rất là tinh xảo, từng nét rất là nhỏ, chi tiết nhỏ, tất cả mọi thứ đều làm rất là tinh kỹ ở đây. Các bác thấy không ạ? Như cụ thiềm thừ lớn ở đây thì còn thậm chí còn ngồi trên cả cái đây là nấm các bác, ngồi trên tiền và nấm và hoa lá, rất là nhiều thứ ở đây nữa, và tạo nên một cái hai tác phẩm nhìn quyến rũ bậc nhất của Sơn. Và đây là hai tác phẩm của anh
Sơn thì chỉ biết đến anh như này, anh tên là Tịnh Phạm, không biết chính xác tên là gì, nhưng anh ấy ở Bình Phước và làm về bất động sản, và anh ấy sẽ sở hữu một cái cụ thiềm thừ như thế này và sẽ có thể cắt được nhiều sổ đỏ về hơn cho anh đấy. À, anh này anh thích sổ đỏ hơn thích tiền các bạn. Ok, thì nếu bác nào quan tâm đến các cái dòng sản phẩm về phong thủy lục bình, về chuyên dòng cẩm thị thì có thể inbox vào Sơn. Đương nhiên các dòng sản phẩm này, đây là dòng sản phẩm nhỏ nhưng giá trị cao với cái về phong thủy, về vân gỗ, về chất gỗ, về cái giá trị thương hiệu về gỗ cẩm đều rất là tuyệt vời. Các bác để lại ý kiến của mình về cụ thiềm thừ, các bác để lại ý kiến của mình về dòng gỗ cẩm thị này. Tất cả những ý kiến của các bác thì Sơn đều sẽ đọc và gửi tặng các bác một phần quà. Các bác để lại ý kiến không thích hoặc các bác có thích về cụ thiềm thừ thì Sơn đều gửi tặng bác một phần quà. Và cái phần quà này xin chia sẻ, nó không có giá trị quá cao về mặt vật chất. Nó không phải là bộ sập mấy chục triệu, nó cũng không phải là cụ thiềm thừ mười mấy 20 triệu, mà nó là một cái phần quà nhỏ nhưng mà có ý nghĩa lớn về phong thủy, giúp cho các bác trở nên là may mắn, giúp cho các bác trở nên khỏe mạnh, giúp cho các bác trở nên là thu hút hơn đối với cái sản phẩm của Sơn. Sơn sẽ gửi tận tay, các bác chỉ cần alo và sẽ nhận được cái phần quà của Sơn gửi tận nhà của các bác nhá. Các bác nhớ để lại ý kiến comment của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Nhớ ấn vào nút đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào.